Trong khi các loại khẩu trang thông thường chỉ lọc được khói bụi một cách cơ học, hay một số loại sử dụng than sinh học thì chỉ có khả năng hấp thu một cách chọn lọc các chất độc hại có trong không khí, thì yêu cầu về một loại khẩu trang thực sự hiệu quả và an toàn là rất bức thiết trong bối cảnh ô nhiễm không khí đang nặng nề như hiện nay. Xuất phát từ thực tế này, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Nho, khoa vật lý trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội đã giải công chế tạo khẩu trang diệt khuẩn nano oxit titan bằng công nghệ của Việt Nam. Nhìn bên ngoài, những chiếc khẩu trang diệt khuẩn nano oxit titan không khác gì những chiếc khẩu trang thông thường. Tuy nhiên, sự khác biệt được thấy rõ nét chỉ sau một thí nghiệm nhỏ. Đổ dung dịch xanh metilen vào hai chiếc khẩu trang này. Sau vài phút, dung dịch xanh metilen bên cốc đựng khẩu trang nano oxit titan dần mất màu, trong khi cốc còn lại không hề đổi màu. Sự tác động này cho thấy nano oxit titan đã phân hủy xanh metilen. Oxit titan đã hấp thụ và phân hủy các phân tử màu làm mất màu. Đó là đặc trưng của phản ứng oxy hóa khử. Điều khác biệt ở cái khẩu trang nano là cái ruột bên trong được phủ một cái lớp nano titan màu vàng. Khẩu trang thông thường chỉ có tính lọc bụi. Trong khi đó thì là khẩu trang sử dụng nano titan thì ngoài khả năng lọc bụi ra, nó còn diệt hóa hơi vi khuẩn virus khi mà tiếp xúc với nó. Vậy cho nên được khuyến cáo là được sử dụng để mà chống những cái bệnh truyền nhiễm, bệnh cúm, bệnh tương tự đường hô hấp. Theo kết quả kiểm nghiệm của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, khẩu trang sử dụng vật liệu nano oxit titan có khả năng tiêu diệt được khuẩn E. coli, virus cúm, phân hủy được dioxin, tách lọc thạch tín. Cho đến thời điểm này, đây là loại khẩu trang duy nhất được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp bản quyền sáng chế về tính năng diệt vi khuẩn virus. Điều đáng nói ở đây là việc sản phẩm này không sử dụng các vật liệu nano titan của nước ngoài, mà bằng chính những vật liệu trong nước do Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Nho nghiên cứu, chế tạo ra. Khẩu trang nano oxit titan hoạt động dựa trên nguyên lý quang xúc tác. Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào bề mặt phủ của nano oxit titan, các electron được giải phóng, chúng kết hợp với các nguyên tử oxy thành các siêu anion oxit. Hơn thế nữa, bề mặt oxit titan được tích điện và hút các electron trong không khí, hơi nước trong không khí bị mất electron thành các phân tử gốc hydroxit, các siêu anion oxit và phân tử gốc hydroxit. Dưới tác động của oxy hóa khử sẽ phân hủy các vật chất hữu cơ có hại như vi khuẩn, khí thải, nấm mốc, các mùi khó chịu trong không khí, biến chúng thành nước và các chất vô hại. Có thể thấy oxit titan là loại vật liệu có khả năng khử khuẩn và tự làm sạch. Bản thân cái oxit titan ấy là đã được sử dụng trong dược phẩm và thực phẩm, tức là nó không độc hại và cái điều đấy được khẳng định về mặt khoa học. Còn khi ở kích thước nano thì nó chỉ bộc lộ cái tính chất này trong một số cái điều kiện nhất định. Thí dụ như là trong một cái môi trường mà được kích thích bởi ánh sáng và trong cái môi trường mà không có những cái hoạt chất khác. Trong cơ thể con người là cái môi trường nước và chứa rất nhiều cái chất điện ly, và khi mà nếu như vô tình mà các hạt nano titan chui vào trong thì hoàn toàn mất luôn tác dụng và không có gây bất cứ một cái sự độc hại nào. Cái vật liệu nano titan hoạt động dựa trên nguyên lý là quang xúc tác, mà đấy là chất xúc tác ấy, thì bản thân nó thì không bị tiêu hao và nó sẽ tồn tại vĩnh viễn và hoạt động vĩnh viễn. Việc chế tạo và ứng dụng thành công vật liệu nano oxit titan của Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Nho được xem là một bước tiến đi trước thế giới trong ứng dụng công nghệ nano và được các chuyên gia trong lĩnh vực hóa học, vật lý học, sinh học và công nghệ nano trên thế giới ghi nhận. Mong ước giản dị của ông là người Việt Nam sẽ được hưởng những sản phẩm công nghệ tốt để bảo vệ sức khỏe bản thân mình cũng như tất cả cộng đồng trong bối cảnh mà ô nhiễm không khí đang trở thành kẻ sát nhân hàng loạt.